thay có con lợn quay, trôi đầy mâm này cao thì đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật là hay trong cái buồn cười ra mà ta mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi vì tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi, anh ơi vì tình tôi ơi, anh ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi, em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Nhà ai có ông dễ quý, cha cha nhà ai có cô giàu hiền, ô ai có con lợn quay, xôi đầy mâm này cau thì đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật là hay trong cái buồn cười ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Mười độ cách Tiên 35 đến 36 độ. Tại Đà Lạt nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ, cao nhất 27 đến 28 độ. Khu vực Ninh Quận, Bình Thuận mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, cao nhất 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực miền Trung Nam Bộ mây thay đổi đêm không mưa. Đá để du khách không bị nhàm chán, mỗi chuyến thám hiểm kéo dài khoảng 1 giờ. Một du khách người Đức chia sẻ: "Wow, tôi rất vui và thích thú khi tới nơi này." Câu chuyện về Bác. Xuân thần bắt đầu luôn nhắc nhở chúng ta thế này là những bất mạnh tương lai của đất nước. Chính vì vậy việc yêu thương chăm sóc văn hóa xã hội người thành phố sẽ được tổ chức bằng là khu bờ bến của người dành cho tặng văn của một tác giả hoặc một nhóm tác giả bài thi cử việc. Thank you.
Krishna adalah bukti yang paling jelas mengenai efektivitas dari kebijakan-kebijakan demi rakyat dari partai dan negara Vietnam. Berjumpa dalam acara Rumah ASEAN. Para pendengar, được công tác cái đó vậy hả? Đó là đã đi khám chưa? Anh, tía em bị thoái hóa khớp, viêm khớp tâm bình, còn tía uống xem sao? Nằm ngoài, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp tâm bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy từ ổn không? Ồ, hay vậy hả anh Tư? Em phải mua ngay viên khớp tâm bình mới được. Cảm ơn anh Tư chứ, có gì đâu. Đau lưng mỏi mỏi tê tay, bà con cô bác mua ngay tâm bình. Sài Gòn FM, radio show thú vị nhất Sài Gòn. 6 giờ sáng thức dậy, làm gì? Bật radio lên đi. Tần số nào? FM 95.6 MHz, cùng chương trình.